đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Và đây là nơi để chúng tôi giới thiệu đến quý vị những mẫu nhà đẹp do chúng tôi thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho quý khách hàng trên toàn quốc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu Ngọc Huyền nhỉ? Và ngày hôm nay thì giới thiệu với anh Pháp cũng như tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến ghé thăm với lại Lan Mẫu Lục Nam Bắc Giang để ghé thăm công trình kiến trúc nhà phố của gia đình nhà anh Thái. Và hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại trước cái cổng của công trình chính rồi. Và quý vị có thể nhìn thấy xa xa kia thì đó chính là công trình của chúng ta, vô cùng nổi bật đúng không ạ? Với lại cái mặt tiền, hai mặt tiền đường hai bên ấy, một vị trí vô cùng đắc địa. Và như quý vị có thể để ý thì xung quanh cái phần đường của công trình chúng ta ngày hôm nay thì đang được thi công. Và sau này khi mà cái phần đường này được thi công xong thì mặt đường được mở cực kỳ rộng, vì đây cũng có thể nó coi như là một cái vị trí cực kỳ đắc địa cũng như là cực kỳ đẹp cho gia chủ đúng không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá đôi nét về căn công trình này nhé. Quý vị có thể nhìn thấy thì cái công trình này của chúng ta nó sẽ được bao phủ lên toàn bộ là màu sơn trắng, được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại đúng không ạ? Nhìn rất là sang trọng và nổi bật ở cái khu này rồi. Và phần dưới cái phần cổng này, các phần cột trụ cổng thì đã được ốp đá này. Và cái, như quý vị có thể đi thì bên trong phần mặt tiền nữa, cái phần tường trước mặt tiền cũng được ốp đá này, đảm bảo được cái phong cách hiện đại chung của toàn bộ ngôi nhà đúng không ạ? Có hơi tiếc một chút thôi là ở cái phần mái phía trên ấy, gia chủ chúng ta đã bắn cái phần mái tôn lên rồi, nên chúng ta không thể nhìn rõ được cái hình khối của công trình. Đấy, còn nếu như mà công trình của chúng ta mà không bắn cái phần mái bên trên ấy thì cảm giác là cái ngôi nhà nó đúng một cái phong cách hiện đại đúng không ạ? Và theo như gia chủ có thể chia sẻ thì đầu tiên thì gia chủ cũng không định bắn lên đâu, nhưng mà do là gia chủ nhiều xe cộ quá mà để bên ngoài trời nắng hoặc là mưa này thì cũng hơi lo, cho nên là thôi thì mình chọn cái cách là đảm bảo an toàn cho các xe cộ cho gia chủ nên mình bắn lên. Để nói chung là mình khi mình nhìn vào thì hơi tiếc một chút ở cái phần tầng 1 thôi, còn khi mình đứng xa này thì mình đã nhìn được cái toàn bộ phần tầng 2, tầng 3, tầng 4 ở bên trên. Tầng 2 và tầng 3 thấy là các kiến trúc sư của chúng ta thiết kế khá là vừa vặn đúng không ạ? Bởi những cái đường nét bo cong này làm cho công trình của chúng ta nó trở nên mềm mại hơn, nó không quá cứng nhắc so với những cái phong cách nhà phố hiện đại ngày trước đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiến gần hơn một chút để cùng khám phá công trình ngày hôm nay. Khoảng sân phía trước này thì cũng được gia chủ này tận dụng hai bên để những cái cây cảnh nho nhỏ thôi. Nói chung mà nó cũng là một cái điểm nhấn để tạo những cái khoảng xanh trong ngôi nhà, giúp cho công trình chúng ta thì kết hợp với cái đường bo cong này giúp cho công trình chúng ta mềm mại hơn, cũng là tránh được cái tình trạng mà nó khâu cứng của các chi tiết kiến trúc bên trong cốt thép. Tiến gần hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy cái phần cửa chính của công trình. Cái phần cửa này thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó là inox 34. Rất là chắc chắn và bền bỉ đúng không ạ? Thì nó sẽ, thực ra là khi mà chúng ta đặt ở công trình này thì nó cũng khá là phù hợp rồi. Và ở đây thì sẽ có thiết kế là cái phần cửa chính này. Ở đây có thể gọi là cái phần cổng đi ạ. Phần cổng này thì sẽ có một cái bên này rất là rộng này. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có thêm một cái phần cổng phụ cái bên này nữa. Đi vào bên trong nhà. Đúng rồi. Và đây mới chính là cái nơi mà gia đình hay sử dụng thường xuyên đúng không ạ? Đi thường là cái cổng này đấy ạ. Và khi mà chúng ta bước vào trong nhà này thì phía trước này thì đã được các kiến trúc sư của chúng tôi này đẩy lùi công trình về phía sau một chút để tạo những khoảng sân phía trước. Thì đây là nơi để mọi người để xe như chúng tôi vừa nói đầu tiên đấy ạ. Và cũng là nơi để cho mọi người trong gia đình sinh hoạt cũng như là vui chơi ở đây. Cho nên là cái phần sân này thì được gia chủ này lát một cái gạch chống trơn để làm sao mà tạo sự an toàn nhất định cho chúng ta khi mà chúng ta sinh hoạt ở đây.
Và theo gia chủ của chúng tôi có tiết lộ thì công trình này sẽ có diện tích là rơi vào khoảng tầm là gần 200m2, bao trọn hết toàn bộ phần sân phía trước này cũng như là công trình ở phía sau. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đây ạ, thì các quý vị có thể thấy là ngoài một cái khoảng sân phía trước này, các kiến trúc sư chúng tôi thiết kế, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn thiết kế này để một cái khoảng rất là rộng như này để đi thẳng vào cái khu vực sân ướt ở phía bên trong để tạo thêm một cái hình khối cho ngôi nhà của chúng ta nữa, trở nên rộng rãi hơn. Và về quy mô công trình của chúng ta ngày hôm nay thì công trình được thiết kế này với bề ngang phía trước này là khoảng 5m, chiều sâu của chúng ta là khoảng 16,8m và diện tích một mặt sàn chúng ta sẽ rơi vào khoảng là 84m2. Vậy là tổng diện tích các mặt sàn của chúng ta mà tính cả tầng tum nữa thì khoảng là 336m2. Ừ. Ô, vậy thì cũng khá là rộng. Tuy là một mặt sàn có 84m2 thôi nhưng mà chúng ta làm cao lên nhiều tầng thì cái diện tích cũng khá là lớn. Vậy thì ở chỗ khu vực này của chúng ta thì sẽ là cái phần cửa chính. Cửa chính ở đây thì sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu là kính cường lực. Kính cường lực đây thì thực sự là khi mà chúng ta sử dụng cái khuôn viên này thì nó cũng khá là phù hợp rồi, bởi vì phía ngoài trước đằng trước chúng ta ấy, cái phần cổng ấy đã sử dụng một cái cánh cửa rất là lớn rồi ấy, đảm bảo an toàn rồi, nên đây thì chúng ta chỉ cần một cái cánh cửa bằng kính cường lực như thế này thôi. Và khi mà chúng ta đi từ xa và nhìn vào thì chúng ta thấy công trình này có một cái chiều cao khá là lớn, đúng không ạ? Về cái số liệu thì ở cái tầng 1 này, tầng 2 của chúng ta thì sẽ có chiều cao là 3,1m này, tầng 3 của chúng ta thì sẽ có chiều cao là 3,6m, còn tầng tùng chúng ta bên trên thì sẽ có chiều cao là 3,3m, một chiều cao khá là lớn. Khi mà cộng vào thì khoảng 12m, khá là cao. Rất cao đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng vào phía bên trong để khám phá công năng của công trình. Khi mà chúng ta từ ngoài bước vào bên trong này thì không gian đầu tiên sẽ là không gian của phòng khách, và không gian này thì sẽ có diện tích là 23,5m2. Khi mà quý vị bước vào không gian phòng khách thì chúng ta sẽ ấn tượng ngay với lại cái bộ sofa rất là lớn ạ, được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ tự nhiên kết hợp cùng với chất liệu da. Hai chất liệu này kết hợp với nhau thì chúng ta có thể thoải mái có một cái không gian này để gia đình của chúng ta có thể là tiếp được rất là nhiều những vị khách quý. Và với những cái bộ sofa kiểu này thì nó phù hợp phong cách thiết kế hiện đại của ngôi nhà. Và khi mà chúng ta ngồi đây này, chúng ta có thể nhìn phía bên trên, thì bên trên thì sẽ làm cái kệ để tivi phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người hàng ngày. Khi mà chúng ta ngồi đây, chúng ta uống nước, chúng ta xem tivi bên trên khá là tiện lợi. Và có một cái chi tiết nữa mà tôi muốn giới thiệu với quý vị, đó là quý vị hãy thử nhìn một chút phần trần đi ạ. Đây là một cái chi tiết khá là ấn tượng, bởi vì trần đây á, thì sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu là chúng ta trần gỗ, kết hợp cùng với lại hệ thống đèn led nao lai trần giò nữa, thì sẽ làm không gian phòng khách của chúng ta là chảy đều ánh sáng này. Và bên cạnh đó khi mà một người bước vào không gian này chẳng hạn thì sẽ ngửi được một cái mùi thơm thoang thoảng của gỗ, cảm giác có thể không gian này rất là phù hợp, đúng không ạ? Đúng rồi, khi mà chúng ta để ý phần trần này, tuy là chúng ta làm bằng trần gỗ nhưng mà cũng được đẽo rất nhiều cái hoa văn trang trí, đúng không ạ? Đảm bảo được tính thẩm mỹ nhất định cho ngôi nhà của chúng ta. Và ở giữa phần trần chúng ta thì được thiết kế để một chiếc quạt trần kết hợp với đèn nữa, vừa tạo luồng ánh sáng này cũng như cái luồng gió mát chúng ta khi mà chúng ta ngồi và sinh hoạt ở đây. Và cũng có một chi tiết nữa mà Ngọc Huyền mình giới thiệu với quý vị, đó là trên không gian phòng khách của chúng ta thì ở ngay phía bên này thôi ạ, bên trên thì sẽ có một cái bức tranh bốn mùa, xuân hạ thu đông này. Và bên cạnh đó thì ở đây gia chủ rất là khéo léo khi mà cách điệu đi là cái hai cái hệ cửa sổ phía hai bên ấy, thì sẽ đóng thêm những cái hộc tủ nữa, những cái hộc tủ không phải tủ. Ở đây thì gia chủ chúng tôi đã rất là khéo léo khi mà có thiết kế cách điệu đi, tận dụng cái phần cửa sổ phía hai bên để tạo thêm những cái hộc nữa để chúng ta có thể để đồ để có trang trí. Và để những cái đồ dùng nhỏ nhỏ cho giúp cho cái không gian phòng khách của chúng ta sẽ gọn gàng hơn. Và kết hợp phần cửa sổ này, phần cửa đi bên phía trước công trình cũng như là một phần cửa đi ra phía mặt bên công trình nữa thì sẽ giúp cho không gian phòng khách của chúng ta thì luôn đầy đủ ánh sáng và thông thoáng, tránh cái tạo cảm giác bí bách cho mọi người khi mà chúng ta sử dụng ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến không gian tiếp theo nhé. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà chúng ta đi vào bên trong này thì bên đây thì sẽ là một cái không gian riêng tư đầu tiên ở dưới tầng 1. Và không gian phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 10m2. Và trong đây hiện tại hiện đang có người sử dụng nhưng mà chúng tôi không tiện chia sẻ với quý vị. Dạ. Nhưng mà chúng ta cùng nhau bước vào bên trong để khám phá công năng tiếp theo. Và không gian tiếp theo chúng ta đến thì sẽ chính là khu vực phòng bếp. Theo thiết kế ban đầu thì đây sẽ là khu vực phòng bếp này, rộng 16m2. Nhưng mà hiện tại thì gia đình của chúng tôi thì vẫn còn một cái khoảng đất ở phía bên sau ấy, đằng sau, cho nên là chúng ta sẽ để không gian này thành một cái nơi mà đây chỉ để một chiếc tủ lạnh thôi, cũng như cái nơi để có thể vui chơi sinh hoạt. Còn cái phần bếp thì sẽ đẩy lùi ra phía đằng sau ngay trong cánh cửa này ạ. Và như quý vị có thể để ý thì ở đây trong cái thiết kế chúng tôi đã thiết kế những cái vị trí đặt những ống nước này, cũng như đường điện đi sẵn ở đây rồi. Và sau này nếu như mà gia chủ muốn thay đổi ý định, muốn là một cái khu vực phòng bếp ngay bên trong khu vực sinh hoạt trong nhà chúng ta thì gia chủ hoàn toàn có thể chuyển vào đây, vẫn đầy đủ hệ thống điện nước cho gia chủ sử dụng. Ở dưới tầng 1 của chúng ta thì còn được thiết kế một nhà vệ sinh chung có diện tích là 2,5m2, và trong đây thì đã được gia chủ này trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh để mọi người sử dụng hàng ngày. Và đó là toàn bộ không gian phía dưới tầng 1. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lên tầng 2 nhé.
công năng trên tầng 2 của chúng ta được thiết kế này, một phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và hiện tại thì chúng tôi đang đứng ở không gian sinh hoạt chung trên tầng 2 và không gian này thì sẽ có diện tích là 15 mét vuông. Và như quý vị có thể thấy thì ở không gian sinh hoạt chung này, gia chủ thì cũng để một cái bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên. Ở đây thì cũng sẽ có kết hợp cùng một cái hệ thống TV rất là lớn để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí gia đình. Và cái phòng sinh hoạt chung này thì sẽ là nơi để gia đình có thể là thoải mái này, quây quần sum họp vào mỗi buổi tối này, hoặc ở đây cũng có thể biến tấu thành một không gian để chúng ta có thể là tiếp những vị khách quý ở một không gian riêng tư hơn. Và xung quanh phòng sinh hoạt chung này thì được thiết kế những cái bức tranh cực kỳ đẹp ở đây, và màu sơn chủ đạo của phần không gian sinh hoạt chung này thì nó cũng giống như phòng khách thôi, vừa đồng nhất với phong cách thiết kế chung của toàn bộ ngôi nhà này, vừa đảm bảo được cái phối màu cho các đồ dùng nội thất, làm sao mà đảm bảo được tính thẩm mỹ chung của toàn bộ không gian. Quý vị thân mến, và từ phòng sinh hoạt chung bước phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái không gian, đó chính là ban công ở phía bên hông nhà. Ở phần ban công này thì chúng ta sẽ nhìn thẳng này ra cái phần đường chạy ở phía bên hông như thế này, phần đường rất là lớn nữa. Từ đây cũng có thể là nhìn trọn vẹn toàn bộ tầm view phía dưới của ngôi nhà này. Và khi mà chúng ta có một không gian ban công rất là lớn như thế này mà ở ngay sát phòng sinh hoạt chung ạ, thì nó sẽ góp phần là cung cấp được ánh sáng tự nhiên này, cũng như điều hòa không khí cho bên trong, tránh cảm giác là bí bách hay là chật chội. Và đây cũng có thể là một cái nơi chúng ta có thể ra đây này để cho các bác hoặc là các anh trong gia đình ra đây này đứng hút thuốc này, ở một không gian như thế này thì rất là thoáng mát rồi. Không gian phòng ngủ trên tầng 2 của chúng ta thì sẽ có diện tích là 14 m², và bên trong thì cũng được thiết kế để một nhà vệ sinh có diện tích là 3.5 m² để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Và bây giờ quý vị của chúng tôi lên tầng 3 để khám phá công năng tiếp theo nhé. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, bước lên không gian tầng 3, ở ngay phía bên này thì sẽ là một cái khu vực phòng ngủ của gia đình. Ở trong căn phòng này sẽ có diện tích là 14.5 m². Trong không gian này của chúng tôi thì ở bên này gia chủ có để một cái bàn trang điểm này. Khu vực này thì sẽ là nơi để chúng ta có thể nghỉ ngơi, đặt một chiếc giường ngủ rất là lớn. Còn đây thì sẽ là cái khu vực, đó chính là để một cái hệ thống tủ quần áo để có thể để đồ cho gia đình. Và trong cái không gian phòng ngủ này thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một cái cửa. Cửa này thì sẽ đi ra cái hệ thống là ban công ở phía trước nhà. Có thể đánh giá thì đây là một cái căn phòng ngủ mà có một cái tầm view vô cùng đẹp. Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn thẳng ở phía trước nhà này thì chúng ta có thể nhìn thấy nhá, rõ được cái hiện trạng, đó là cái phần ngã ba phía trước nhà như thế này. Một cái nơi mà giao nhau có một vị trí vô cùng đắc địa này. Và phía xa xa kia thì sẽ chính là cái khu vực là cánh đồng cũng như đồi núi. Một không gian vô cùng đẹp đúng không ạ? Và cái không gian này thì khi mà chúng ta có một cái hệ thống ban công phía trước cho căn phòng ngủ này, mà chúng ta mở cửa ra nhá, quý vị có thể thấy là cái luồng gió mát ấy, từ phía ngoài nó sẽ tràn vào phía bên trong phòng của chúng ta, thì căn phòng chúng ta sẽ luôn luôn trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn. Và ngay bên cạnh phòng ngủ này thì sẽ là một cái khu vực, đó chính là nhà vệ sinh chung cho cả cái khu vực tầng 3. Nhà vệ sinh này sẽ có diện tích là 3.8 m². Trong không gian này của chúng tôi thì có rất là đầy đủ này, như lavabo này, bồn vệ sinh, vòi tắm sen. Phía dưới sàn thì chúng tôi sẽ lát bằng chất liệu, đó chính là gạch chống trơn. Còn toàn bộ xung quanh này thì sẽ được lát bằng cái chất liệu đó, gạch men đá, để có thể là đảm bảo được cái sự vệ sinh này, tránh hiện tượng là ẩm mốc này. Không gian phòng ngủ tiếp theo trên tầng 3 của chúng ta thì sẽ có diện tích là 10.5 m², và bên trong này cũng đang có người sử dụng nên chúng tôi không tiện chia sẻ với quý vị. Và khi mà chúng ta đi từ cái phòng ngủ này nhìn ra phía trước này thì sẽ là một cái cửa đi ra phía khu vực ban công phía mặt bên công trình. Và không gian ban công này thì sẽ có diện tích là 7 m², và đây là một cái khoảng thở giúp cho cái không gian tầng 3 của chúng ta thì luôn thông thoáng. Và khi mà chúng ta đứng đây, chúng ta có thể đón nhận cái luồng ánh sáng cũng như không khí tự nhiên và ngắm nhìn được toàn bộ cái phần view phía trước của công trình. Và không gian phòng ngủ thứ 3 trên tầng 3 của chúng ta thì sẽ có diện tích là 12.6 m², và đây là không gian phòng ngủ của các cháu trong gia đình. Và bên trong này thì đơn gia chủ để trang bị các đồ dùng nội thất cơ bản để cho mọi người có thể sử dụng. Ở đây thì có một cái bàn học này đặt ở ngay cái khu vực cửa ra phía ban công đằng sau công trình, giúp lấy ánh sáng cũng như không khí tự nhiên khi mà cháu ngồi học ở đây. Vị trí này là sẽ là một vị trí đặt giường ngủ, và phía bên kia là một cái tủ quần áo phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Và trong không gian phòng ngủ này thì được thiết kế để một cửa sổ hướng về phía sau công trình, kết hợp với cửa ra phía ban công đằng sau nữa. Đây. Khi mà chúng ta đi ra ban công này thì chúng ta có thể ngắm nhìn cái view đằng sau công trình cũng cực kỳ đẹp. Và ngoài ra thì phần cửa sổ cũng như là cửa ra phía ban công còn giúp lấy ánh sáng này, cũng như là không khí tự nhiên ở bên trong phòng, giúp cho phòng ngủ luôn thông thoáng và đầy đủ ánh sáng, tránh tạo cảm giác bí bách cho mọi người khi mà chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Khi mà chúng ta đi ra phía bên ngoài này thì bên này được thiết kế một cái nhà vệ sinh tiếp theo ở trên tầng 3 của chúng ta. Và nhà vệ sinh chung này thì sẽ có diện tích là 3.5 m² này. Và bên trong này thì cũng đã được gia chủ này trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh để mọi người sử dụng. Ở bên này thì có một cái lavabo này, bồn cầu này, một vòi tắm đứng ở đây,
Và phía bên sàn nhà của chúng ta đã được lát bằng gạch chống trơn này, xung quanh thì được ốp bằng cái gạch nai lên cao, giúp cho không gian phòng vệ sinh của chúng ta luôn luôn sạch sẽ này và dễ dàng vệ sinh hơn. Ngoài ra thì trong nhà vệ sinh của chúng ta còn được thiết kế một vị trí ô thoáng ở đây nữa, giúp không khí lưu thông dễ dàng, tránh tình trạng ám mùi khi mà chúng ta sử dụng. Quý vị thân mến, và khi mà chúng ta bước lên không gian tầng tum trên cùng căn nhà thì nơi đây sẽ là nơi để một cái khu vực tâm linh, và chính là khu vực phòng thờ. Phòng thờ đây sẽ có diện tích là 12,3 m². Ở không gian này thì ban thờ của chúng ta sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên. Hướng ban thờ đây của chúng tôi sẽ được đặt theo cái hướng mà hợp tuổi với gia chủ để giúp đón tài lộc và vượng khí. Đặc biệt trong không gian thờ cúng này thì sẽ có thêm một cái hệ thống cửa sổ để hướng về phía trước của ngôi nhà này, giúp mang ánh sáng tự nhiên, tránh âm u dẫn tích tụ âm khí nơi thờ tự. Và trên khu vực tầng tum này thì ở phía dưới sàn đang chúng tôi sử dụng bằng chất liệu đó chính là cái gạch giả gỗ để cho không gian tâm linh của chúng ta thêm cái phần sang trọng hơn. Đây chính là cái phần ban công ở phía trước nhà. Khu vực ban công này khi mà chúng tôi đứng ở đây thì quý vị có thể thấy là cái luồng gió mát từ phía kia nó sẽ thổi vào đây, cảm giác vô cùng mát mẻ và khoan khoái. Và khu vực ban công này thì sẽ được thiết kế theo hình chữ L như thế này. Đấy. Với một thiết kế rất là riêng đúng không ạ? Và từ đây có thể là nhìn ngắm được trọn vẹn toàn bộ tầm view phía trước của ngôi nhà này. Và nếu như tôi mà là gia chủ chẳng hạn, tôi có thể là kê thêm một cái bộ bàn ghế ở đây nữa để có thể là ngồi đây này, thưởng trà này và ngắm toàn bộ trọn vẹn tầm view phía trước này, cũng như là tận hưởng cái không khí rất là mát mẻ và trong lành tại đây. Trên tầng 4 của chúng ta thì còn được thiết kế này một phòng ngủ có diện tích là 10,5 m². Tuy nhiên cái phòng ngủ này chưa được dùng đến, cho nên là gia chủ đang tận dụng để làm phòng kho ở đây. Và phía bên này thì cũng có một cái hệ thống cửa ra phía ban công, phía mặt bên công trình. Như quý vị có thể để ý thì từ tầng 2 này, tầng 3, tầng 4 của chúng tôi đều thiết kế một hệ thống ban công phía mặt bên công trình trải dài cho thế này để giúp làm sao mà không gian các tầng của chúng ta luôn luôn thông thoáng và đầy đủ ánh sáng. Đi về phía bên sau này thì sẽ là một cái không gian giặt phơi của gia đình. Và không gian này thì sẽ có diện tích là 18 m², một không gian khá là rộng rãi để mọi người sử dụng hàng ngày. Và ở ngoài này thì đây là gia chủ này đặt một chiếc máy giặt ở đây để phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Và hệ thống điện này cũng như hệ thống nước cũng được đi một cách thuận tiện và dễ dàng nhất để mọi người sử dụng. Và không gian giặt phơi này thì đã được thiết kế này những hệ thống chuồng cọp cực kỳ lớn và thông thoáng ở đây để lấy được ánh sáng tự nhiên vào khu vực giặt phơi. Ngoài ra thì còn giúp cho quần áo của chúng ta khi mà chúng ta phơi ở đây thì tránh tình trạng là gió sẽ thổi ra bên ngoài hoặc rơi xuống bên dưới. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Thái có địa chỉ tại Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang. Và nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Mark Home và Mark Home thiết kế này cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.